Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Ăn chó mèo Việt Nam nguy cơ thành Vũ Hán. Thịt mèo còn được biết đến với cái tên sang chảnh là tiểu hổ, là món ăn được ưa chuộng tại Việt Nam bởi theo quan niệm của người Việt, ăn thịt mèo vào một số ngày âm lịch nhất định thì sẽ gặp may mắn. Cùng với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, thói quen này đã trở thành một vấn nạn khi nó có nguy cơ trở thành nguồn gốc của những đại dịch như virus corona xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc. Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu có trụ sở tại Áo và Thụy Sĩ và Quỹ Thay đổi vì Động vật có trụ sở tại Anh cũng vừa công bố một báo cáo cho biết đã có đến khoảng 1 triệu con mèo bị buôn bán, bị giết hại để làm thức ăn mỗi năm ở Việt Nam. Đây là hình ảnh những chú mèo bị bắt trộm và bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp không đảm bảo vệ sinh. Hai tổ chức này đã ghi nhận nhu cầu ăn thịt mèo lan rộng khắp Việt Nam, nhất là với việc bãi bỏ lệnh cấm giết hại mèo của chính phủ vào hồi tháng 1 năm 2020. Kết quả điều tra cho thấy tình trạng ăn thịt mèo được phổ biến ở phía Bắc Việt Nam và đang lan rộng về phía Nam đến tận Sài Gòn. Hà Nội và Thái Bình là những điểm nóng về thịt mèo ở Việt Nam với mạng lưới rộng lớn bao gồm hàng trăm nhà hàng, khu vực nuôi nhốt và lò mổ. Theo các tổ chức này, ở Việt Nam không có trang trại nào nuôi mèo để chuyên lấy thịt. Thịt mèo trên thị trường có nguồn gốc từ những con mèo thú nuôi bị bắt trộm và kẻ mèo hoang. Những con mèo tội nghiệp này bị buôn bán khắp nơi mà không được cho ăn uống và bị giết mổ một cách tàn bạo, mất vệ sinh. Nhân viên điều tra của tổ chức Philpass cho biết họ đã quan sát hàng tháng trời và chứng kiến nhiều con mèo bị chấn nước, bị đập đầu, bị luộc hoặc bị trích điện để trở thành món ăn. Và kinh doanh thịt mèo đã được là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận rất cao tại Việt Nam. Đây là hình ảnh thực đơn thịt mèo tại một nhà hàng chuyên giết tiểu hổ ở Việt Nam. Một con mèo sống được bán với giá khoảng 150.000 đồng một kg, nhưng 1 kg thịt của nó có giá tới 260.000 đồng. Theo báo cáo vừa được công bố của hai tổ chức này, mèo đen thì có giá trị cao hơn nhiều vì được cho là các tác dụng chữa bệnh, và các thương nhân bán mèo đen sống với giá khoảng 200.000 đồng một cân và thịt sống của chúng được bán với giá 500.000 đồng một cân. Một số người tin rằng ăn thịt mèo đen có tác dụng chữa bệnh mặc dù không có bằng chứng khoa học nào cho việc này. Và việc tiêu thụ thịt mèo cũng tăng cao trong thời gian đại dịch viêm phổi Vũ Hán thông qua các ứng dụng giao hàng thực phẩm trên điện thoại ở Việt Nam. Và theo điều tra của tổ chức 4PET, nhiều người được khuyến khích ăn thịt mèo vì cho rằng nó giúp ngăn ngừa virus corona. Thậm chí người ta còn dùng mèo để nấu cao và làm thuốc bổ. Các sản phẩm cao và thuốc bổ làm từ thịt mèo, nhất là mèo đen, được quảng cáo rầm rộ trên mạng ở Việt Nam với nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm chữa virus corona bởi đặc tính làm ấm để tiêu diệt virus cúm. Tổ chức World Protection có trụ sở tại Anh gọi đây chắc chắn là một huyền thoại khác được quảng bá bởi những thương gia vô nhân đạo, vì họ muốn tìm cách làm giàu từ hoạt động buôn bán động vật này. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những quảng cáo vô nhân đạo trên, bởi các hoạt động buôn bán mèo đang dẫn đến nguy cơ trở thành nguồn lây nhiễm các đại dịch tương tự như corona trong tương lai. Đây là hình ảnh chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi có thể là nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Báo cáo của hai tổ chức bảo vệ động vật nhận định đại dịch viêm phổi Vũ Hán gần đây đã trở thành một hiện thực rõ ràng về sự nguy hiểm của việc buôn bán động vật sống. Trong khi đó, với điều kiện nuôi giữ động vật chật chội và mất vệ sinh được thấy ở Vũ Hán, nơi có thể là nguồn gốc của virus corona, là một môi trường lý tưởng cho sự xuất hiện của virus mới, và nó tương đồng với những gì được ghi nhận trong hoạt động buôn bán thịt mèo ở Việt Nam. Cho đến nay, nguồn gốc thực sự của đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn chưa được tìm ra, nhưng ban đầu nó được cho là lây lan từ động vật hoang dã, xuất phát từ một chợ buôn bán động vật tươi sống ở Vũ Hán. Giám đốc điều hành của tổ chức UPET phát biểu như sau: đáng buồn thay, bất chấp những nguy hiểm và rủi ro cho sức khỏe mà việc buôn bán thịt mèo có thể gây ra, cuộc điều tra của chúng tôi đã cho thấy rằng việc buôn bán này đang lan rộng khắp Việt Nam. Và để chấm dứt hoàn toàn nạn buôn bán thịt chó mèo tàn bạo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam, tổ chức 4PET đã phát động một chiến dịch ở cấp quốc tế và quốc gia thông qua việc giáo dục và hợp tác với các cơ quan có trách nhiệm, cộng đồng địa phương và ngành du lịch. Mục tiêu là hợp tác với các chính phủ Đông Nam Á để đưa ra luật bảo vệ động vật và chấm dứt việc bắt giữ, giết mổ và tiêu thụ chó và mèo. Hai tổ chức phúc lợi động vật quốc tế này cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam khôi phục các luật trước đây nghiêm cấm việc buôn bán thịt mèo, đồng thời thực thi và củng cố các luật hiện hành để bảo vệ sức khỏe con người và động vật, cũng như bảo vệ vật nuôi của người dân khỏi bị đánh cắp.
Và trên thực tế, nhiều người Việt Nam nuôi mèo rất lo ngại thú cưng của mình sẽ bị đánh cắp để giết thịt. Đây là hình ảnh bản đồ tình trạng kinh doanh thịt mèo tại Việt Nam. Tiến sĩ Polak, bác sĩ thú y và người dẫn đầu chiến dịch chăm sóc động vật đi lạc của tổ chức UPAC ở Đông Nam Á cho biết, tại các cửa hàng, chúng tôi phát hiện ra nhiều con mèo có đeo vòng cổ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng là vật nuôi. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã gặp nhiều chủ vật nuôi đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng những con mèo bị đánh cắp của họ. Và thậm chí có những vụ đụng độ, thậm chí ẩu đả xảy ra giữa chủ nhà nuôi mèo và các tên trộm. Tuy nhiên, các nhân viên chức trách thường nhắm mắt làm ngơ vì chính họ tiếp tay cho việc buôn bán, thu lợi từ hối lộ và là người tiêu dùng thịt mèo. Và Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ động vật hoang dã lớn nhất ở châu Á và ngành buôn bán động vật hoang dã ở quốc gia Đông Nam Á này cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp được cho là có giá trị hàng tỷ đô la. Và Việt Nam cũng đã có một số biện pháp nhằm hạn chế tình trạng ăn thịt mèo. Đây là hình ảnh chiến dịch ở cấp độ quốc tế và quốc gia do tổ chức 4PET vận động nhằm chấm dứt hoàn toàn nạn buôn bán thịt chó mèo tàn bạo ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2018, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã có khuyến cáo người dân thủ đô từ bỏ thói quen ăn thịt chó và mèo. Văn bản mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra cho rằng việc kinh doanh, giết mổ, sử dụng thịt chó và mèo gây ra những hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế và người nước ngoài đến làm việc sinh sống tại Hà Nội. Và trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán, để giảm thiểu nguy cơ bùng phát các đại dịch tương tự trong tương lai, Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành một chỉ thị hồi tháng trước, trong đó yêu cầu dừng nhập khẩu động vật hoang dã cho đến khi có chỉ thị mới và cương quyết loại bỏ các khu chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái phép và trái pháp luật. Trong đợt dịch bùng phát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng kêu gọi chấm dứt ăn thịt chó vì mèo, vì đây có thể là nguồn lây nhiễm gây nên nhiều bệnh tật, trong đó có đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào hồi tháng 5 vừa qua, Liên minh bảo vệ chó châu Á đã gửi bản kiến nghị tới Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, bày tỏ mối quan tâm về tình trạng buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam, cũng như mối đe dọa mà hoạt động này gây ra cho sức khỏe của cộng đồng, trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra rất phức tạp và lan rộng tại Việt Nam. Trong thời điểm này, Tổ chức Bảo vệ Động vật cũng mong muốn chính phủ cần phải ban hành và thực thi nghiêm khắc lệnh cấm toàn diện và trên toàn quốc với các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp như sau. Ngay lập tức ban hành lệnh cấm vĩnh viễn việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ chó, mèo để làm thịt tại Việt Nam. Đồng thời ban hành công bố công khai về các mối đe dọa sức khỏe của cộng đồng liên quan đến việc giết mổ và tiêu thụ thịt chó và mèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 với bản tin Ăn chó mèo, Việt Nam nguy cơ thành Vũ Hán. Quý vị hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.